Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả anh chị em bạn bè gần xa nhé. Chúc mọi người một buổi chiều Chủ nhật thật nhiều niềm vui, và đặc biệt là dành tặng những lời yêu thương nhất cho những chị em phụ nữ, một ngày lễ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi nhé. Và mọi người thấy chưa, trước màn hình của mọi người là một lãng hoa rất chi là đẹp luôn. Còn lãng hoa này là do chồng mình gửi tặng mình đấy nha mọi người. Thực ra là nói tặng cho Trang thôi, tức là mình tự đi chọn đi mua đấy, chứ không phải là chồng mình tự mua về tặng đâu. Thôi kệ đi, có con hơn không mọi người ha. Rất đẹp luôn, bó hoa này mình mua 500 ngàn này, rất chi là rẻ thôi. Ngày lễ mà bán vậy là rất rẻ luôn. Hình như là 5-60 bông hoa hồng luôn á. Thì hôm nay Chủ nhật thì mình bán cũng được khá xe rồi. Từ sáng giờ bán tầm khoảng được 13 chiếc, trong đó thì 2 chiếc đặt cọc và 11 chiếc xe bán. Thì xin gửi lời chân thành cảm ơn nhất, thân thương nhất tới dành cho tất cả các quý anh chị em bạn bè gần xa đã luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Và đặc biệt là có nhiều anh chị em đã mua một con xe thấy đi ngon rồi giới thiệu cho bạn bè này, người thân tới ủng hộ, thực ra rất cảm động luôn. Và bây giờ thì trước khi mà mình vô như cái chủ đề chính là quay xe cho mọi người, thì mình cho mình xin một phút để mình giới thiệu sơ qua về vài nét về cửa hàng, để cho những anh chị em mới vô sau này không biết nhé. Cửa hàng xe máy Thanh Đoàn của mình thì chuyên mua bán này, trao đổi các dòng xe máy cũ, từ dòng xe nhỏ tiền đến dòng xe cao cấp nha mọi người. Cửa hàng của mình thì nằm ở số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Nếu mọi người quan tâm thì hãy ghé cửa hàng xe máy Thanh Đoàn một lần, mua xe, ngắm xe và có thể trò chuyện với mình cho vui nhé. Và bây giờ mình sẽ quay cái địa chỉ cụ thể cho mọi người, không là nhiều anh chị em đi tìm đường rất chi là mệt luôn. Thì đây, mọi người hãy đi và nhìn vào cái bảng này này. Số nhà 465 đường Nguyễn Thị Phương này, An Bình này, Dĩ An, Bình Dương nha mọi người. Và bên này, hướng bên này là về chợ Dĩ An 1 nhé. Và bên này là sang chợ Dĩ An 2 này. Đó, và đối diện là có khách sạn Phố Hiến ở đây. Thì bây giờ không để mọi người chờ lâu, thì mình em bắt tay vào quay những xe mới về cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người nhìn xa xa có đoán được con này là xe gì không? Xe rim, nhưng mà có biết gì là rim gì không? Nếu như mà chỉ nhìn thế này thôi thì rất là nhiều anh chị em bạn bè nhầm là chắc là rim Việt, nhưng thực ra nó là một con Trung Quốc nhá. Một Trung Quốc vô quá nhiều đồ, là đồ mới, đồ đẹp. Cái này là anh ấy mới mua về 4 triệu xong anh ấy dọn lên á, là anh nói là hết 3 triệu rưỡi là 7 triệu rưỡi. Thì em cũng không hiểu luôn tại sao mình có 7 triệu rưỡi mình không bỏ tiền mình mua chiếc xe Nhật mình đi ha. Thì bây giờ anh ấy dọn lên nó rất đẹp và tâm huyết luôn. Và mọi người cùng theo lại xem là anh ấy dọn những cái gì nhá. Đầu tiên là bao tay này. Cái đấy là cái nắp này cũng rất là đẹp luôn này. Bên này bao tay cũng mới tinh luôn. Đây, đây là dàn áo nhá. Dàn áo này là mới mua xong nha mọi người. Dàn áo này là mới mua xong. Nếu như mọi người mà mua dàn áo với bộ tem này mà ra ngoài tay là chắc phải 600-700 ngàn á. Và đây này, cái cáng này cũng rất đẹp này, phuộc mới tinh này. Đặc biệt là bô là mới mua luôn. Cái bô này chắc mua cũng 200-300 ngàn này. Rồi là cái cặp gắp này, đặc biệt là cái căm đĩa này, cái lốp đều mới tinh luôn, niềng mới luôn nhá. Tất cả đều mới và máy rất chi là êm luôn, cực kỳ êm nha mọi người. Máy chạy rất là êm luôn. Nói chung là những xe này thì xe máy phải êm thì người ta mới làm đẹp, chứ giờ mà mẹ và xe máy kêu mà giòn đẹp nó thì xấu lắm. Đây này, cái đèn led rất chi là đẹp luôn. Con này giá bán là 5 triệu rưỡi đồng nhá. Người ta mới dọn 7 triệu rưỡi thôi thì không phải dọn, mọi người cứ về đổ xăng mà đi. Nhưng mà xăng chắc đầy bình luôn. Thì bây giờ giá chỉ 5 triệu rưỡi đồng cho một chiếc rim, mọi người nhớ là rim liên doanh nhá, không phải rim Honda. Rim liên doanh giá bán là 5 triệu rưỡi đồng vì người ta đã dọn mới hết trơn luôn rồi. Và tiếp tục là một đàn toàn là những em công chúa xinh tươi đây mọi người ơi. Không có da trắng như Ngọc Trinh nhưng mà da nâu, da đen giống như là mấy cái em hoa hấu ở bên châu Phi đấy mọi người, đều da đen da nâu hết à. Một chiếc Vixen màu đỏ đô này. Đây là em nói thật chứ, thay vì mọi người mua xe mới không cần mua con này đi, tại vì xe còn mới tinh luôn. Xe này đúng giống như con 2016 hôm qua em quay mà em bán luôn rồi đó. Con này là 2018 nhưng mà đi đúng 5.000 cây. Nhiều xe 2019 con thua nó luôn đấy mọi người. Đặc biệt là xe có chìa khóa thông minh này. Xe chưa một vết trầy màu đỏ bộc đô cực đẹp. Và giá bán của con này á, là 27 triệu đồng không bớt nha mọi người. Đây này, cáng vô inox này. Quá xuất sắc cho một chiếc Vixen luôn, rất là đẹp. Biển số là 84 này, E141000 80. Không biết 80 có ý nghĩa gì không. Tiếp tục là một chiếc Vixen màu đen nhám đời 2017. Con này xe chạy được 19.000 cây nhưng mà rất là đẹp luôn.
vô rất nhiều là inox hay đặc biệt là xe toàn bộ đang dán keo. Con này là biển số 71C135607. Đấy, hôm nay cái chỗ này không gian rộng rộng thì mình quay được kỹ hơn cho mọi người xem. Nói chung về độ đẹp thì rất đẹp luôn, chưa có một vết tay trước nào luôn. Con này em sẽ bán với cái giá là 24 triệu đồng cho một chiếc Vision nha mọi người. Tiếp tục là một chiếc Vision màu xanh rêu, rất là hot luôn. Xanh rêu này là hiện tại cái màu này đang hot nhất thị trường. Nếu mọi người mua mới giấy tờ xong 35, 36 triệu chưa có gì. Thay vì vậy thì bây giờ khách vô nguyên inox rất nhiều luôn này. Inox này một miếng hai này. Đây này, đây nữa này. Inox này. Rồi bên này ốp inox hết trơn luôn. Đây là cái dòng chữ này viết dần, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Đặc biệt là xe đang dán keo nha mọi người. Đời 2019 và chìa khóa thông minh luôn. Chìa khóa thông minh luôn nha mọi người. Chìa khóa thông minh. Viết tràn màu xanh rêu dán keo nguyên con. Giá bán con này là 27.500.000 đồng. Nếu mọi người nhanh đang yêu em này thì nhanh tay ghé cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cùng xem và ủng hộ em với nhá. Và tiếp tục là một chiếc quay S110 màu đen, biển số là thành phố, đặc biệt là xe chính chủ ký giấy, xe mới lột keo ra như xe mới, thắng đĩa luôn nha mọi người. Mọi người đừng nói tại sao xe đắt xe rẻ, nó tùy vào thôi, lốp còn đẹp này. Đấy, toàn bộ đây xe đang dán keo. Con này em sẽ bán với cái giá là 10.500.000 đồng, bao sang tên, bao ký quyền được luôn nha mọi người. Đấy, hiện tại thì chồng em vừa bán được một chiếc xe và đang viết giấy này. Đấy. Rồi bây giờ mọi người cùng theo chân em vào trong kia còn mấy chiếc nữa nhé. Đây, rất là nhiều xe mới về luôn, em quay cho mọi người tham khảo nhé. Đây là một chiếc RSX-FI đời 2018, bánh mâm thắng đĩa, màu đỏ đen nhám. Xe là biển số này 70F150586. Xe còn như mới luôn, đời 2018, xe chạy được 19.458 km nha mọi người. Và con này em sẽ bán với giá 15 triệu cho một quay RSX đời 2018, bánh mâm thắng đĩa luôn nhá. Mọi người quan tâm thì phải nhanh tay lên nha. Và kế bên đây là một chiếc tàu rớt này. Xe này vừa đổi xong, giá bán 5 triệu đồng. Máy móc em ru như xe điện và em cùng thử nổ máy cho mọi người cùng xem nhá. Xe thì cái gì cũng đẹp, mỗi tuổi cái yên nó hơi rách này. Đấy, thì lát nữa em sẽ bọc lại, em bao bọc cho mọi người luôn. Biển 61Z15762. Đây, em sẽ để thử máy cho mọi người xem nhé. Xe rất chi là em luôn, 5 triệu đồng bằng cái xe Trung Quốc. Thay vì mua Trung Quốc, mua con này đi. Tiếp tục là một chiếc CGS màu đỏ đen, đời 2017-18 gì đấy em cũng quên luôn rồi. Buổi sáng là khách vừa đổi xong và đặc biệt là xe đang dán keo nguyên con. Xe đang dán keo nguyên con nha mọi người. Biển số 94 này, B132670. Đây này. Quá đẹp xuất sắc cho một chiếc xe này luôn. Toàn bộ xe đang dán keo. Xe này em sẽ bán với cái giá là 14 triệu đồng cho một chiếc CGS. Quá xuất thần luôn. Và tiếp tục em sẽ giới thiệu con này thì em đã bán về miền Tây, khách đã chuyển khóa, nhưng mà tối nay em gửi xe hôm qua là chủ nhật, hôm qua thứ bảy là do đông quá nên là bên nhà xe không có nhận nữa. Và tiếp tục là một chiếc siêu phẩm đây, AB2019 này, đặc biệt phiên bán chìa khóa thông minh, xe chạy đúng 5.000 km nhưng mà có trầy một xíu đây. Và hôm nay khách xuống không chê gì, chê mỗi chỗ trầy này, xe cũ thì nó phải có trầy. Đấy, đây bây giờ mà em mà dặm mà mọi người thấy báo dặm, xe dặm rồi, xe cũ phải có tít đầy chứ. Đáng gì đâu, nên lốc máy của nó này. Em nói thật chứ, xe này mà chê không biết mua xe gì nữa, thì có mua xe mới mới hết chê, em nói thật luôn này. Lốc máy thế này cơ mà. Này, dàn máy trong này này. Đúng là 9 người 10 ý à. Khách hàng là thượng đế nên là mỗi người có cách cái lựa chọn của người ta, không có thất được. Rất là đẹp luôn. Biển số 60G108711. Quá xuất sắc cho một chiếc AB màu đen nhám, giá bán là 35 triệu đồng cho một chiếc AB2019 chìa khóa thông minh, rất chi là đẹp, là đẳng cấp luôn nha mọi người. Quá xuất sắc cho một em này luôn. Và tiếp tục là em có chiếc xe nào mới về để em quay luôn cho mọi người cùng xem không nhỉ? Chắc là xe hết luôn rồi, những cái xe đó là em quay hết rồi. Thì bây giờ trước mắt có chiếc cúp đây này, chiếc cúp này em quay luôn. Anh ạ, có xe gì vô coi đi. Đây, mình có một chiếc cúp mới về xong này. Ôi, có gió dễ thương nhé, xe này dần không mới lột keo xong, đẹp như mới, giá bán là 9 triệu đồng cho một chiếc cúp nhá, rất là đẹp luôn, cực đẹp. Ai?
biển số là 59VA00984. Đó, đấy là những cái tre mới về. Còn rất nhiều trong này nữa này, tre thì còn bạt ngàn hoa sim luôn. Hoa mai nữa này. Đây, toàn những em hoa mai, hoa mận đây. Đủ màu, đủ kiểu luôn. Đủ màu, đủ kiểu tha hồ lựa chọn luôn. Giá rẻ bất ngờ đây. Bây giờ là những cái xe mới về thì mình xin phép được quay cho mọi người cùng xem. Nếu ai quan tâm dòng xe nào thì nhanh tay ghé cửa hàng của mình nhé. Và xin gửi lời chúc lại tất cả mọi người một cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người. Mọi người xem được clip thì nhớ like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh của cửa hàng Thanh Đoàn với nhé. Rồi xin chào tạm biệt.